nhân cha và con và thánh thần amen tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh gioan khi ấy ông gioan thấy chúa giêsu tiến về phía mình liền nói đây trên thiên chúa đây đứng xóa tội trần gian này tôi đã nói về ngài một người đến sau tôi nhưng đã có trước tôi vì ngài cao trọng hơn tôi và tôi tôi đã không biết Ngài. Nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và an đã làm chứng, tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu, từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng đứng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi. Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì đó chính là đứng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là con Thiên Chúa. Thưa thường bà anh chị em, như chúng ta đã biết, Thánh Doan Tài Giả là con của bà Elizabeth, người chị họ của Đức Maria, người mà Đức Maria đã vội vã lên đường tới giúp đỡ khi nghe tin bà có thai Gioan. Thế nhưng bài tin mừng hôm nay lại nhắc tới hai lần Thánh Gioan Tài Giả khẳng định Tôi đã không biết Ngài Lời khẳng định này dường như đi ngược lại với thực tế Khi mà Thánh Gioan Tài Giả và Đức giê -xu lại là anh em họ hàng với nhau Vậy tại sao Thánh Gioan Tài Giả trong đoạn tin mừng hôm nay Lại khẳng định không biết Đức giê -xu? trong khi Ngài và Đức Giêsu lại là anh em họ hàng với nhau. Tin mừng hôm nay cho thấy sau khi khẳng định không biết Đức Giêsu, Thánh Gioan Tài giả nói tiếp: "Đứng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi. Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì người đó chính là đứng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đứng Thiên Chúa tuyển chọn." như vậy khi nói tôi đã không biết ngài thánh doan tài giả không có ý nói rằng đức giê xu là một người xa lạ đối với ông nhưng thánh doan muốn nói rằng với cái nhìn xác thịt ông không thể biết được chân tính của Đức mét đứng được thiên chúa tuyển chọn nơi con người của đức giê xu nói cách khác thánh doan tài giả muốn khẳng định rằng chỉ trong ánh sáng của Thánh Thần chúng ta mới nhận ra được chân tính đứng Messia, đứng Thiên Chúa tuyển chọn nơi con người của Đức Giêsu. Chúng ta nhận thấy rằng sau biến cố phép rửa ở sông Jordan, sự hiểu biết của Thánh Gioan Tẩy giả về Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay đổi. Chính trong ánh sáng của Thánh Thần mà con mắt nội tâm của Thánh Gioan đã được mở để nhận ra một điều hoàn toàn mới mẻ nơi Đức Giêsu, người anh em họ của mình. Đến độ Ngài phải làm chứng rằng đó là con Thiên Chúa. Như vậy, giờ đây dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, Thánh Doan Tài Giả không chỉ còn nhìn Đức Giêsu trên phương diện xác thịt, thể lý, nhưng còn trên phương diện đức tin. Chính trong cái nhìn này, mà thánh Gioan tài giả đã nhận ra nơi biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa là cả một chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nơi biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, thánh Gioan đã nhận ra nơi Đức Giêsu một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện đứng mà tội lỗi không thể đến gần đang hòa cùng dòng người tội lỗi để rồi qua quyền năng của tình yêu và thánh thiện của Đức Giêsu mà con người được phục hồi sự thánh thiện vốn có ngay từ ban đầu nghĩa là mang đến cho con người ơn cứu độ vì thế thánh Gioan đã lớn tiếng giới thiệu và can đảm làm chứng Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa là đứng xóa bỏ tội trần gian chắc ông bà anh chị em vẫn còn nhớ vụ khủng bố làm rúng động không chỉ nước Mỹ mà toàn thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001 theo tin từ Việt Catholic trong lúc toàn bộ người dân nước Mỹ chưa hết bàng hoàng và hoang mang về những hậu quả mà vụ khủng bố để lại thì có một câu chuyện đã khiến rất nhiều người Mỹ cảm kích và rơi lệ vào ngày 11 tháng 9 Năm 2001, sau một ca trực tại sở cứu hỏa và đang trên đường trở về nhà nghỉ ngơi thì Tom Clusi, một đội trưởng lính cứu hỏa của sở cứu hỏa thành phố New York, được thông báo về cuộc tấn công khủng khiếp tại tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Người lính cứu hỏa Tom Clusi lập tức quay xe ngược trở lại sở cứu hỏa lấy các thiết bị và hối hả lao xuống xa lộ chạy thật nhanh đến hiện trường cố gắng đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm và cố gắng cứu sống các nạn nhân hết sức có thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt nhất là chứng kiến tận mắt cái chết của cha tuyên úy lính cứu hỏa thành phố New York và các đồng đội trong khi đang lao mình vào biển lửa cứu các nạn nhân mắc kẹt trong những đống đổ lát. Tom Lucy đã suy nghĩ và bị chất vấn rất nhiều về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi thảm họa này. Chúa ở đâu trong ngày này? Thế nhưng cũng chính những hình ảnh của cha tuyên úy, của các lính cứu hỏa, cảnh sát của các nhân viên cấp cứu, của bác sĩ, y tá và đông đảo người chạy đến lao vào cứu giúp tại hiện trường. Lại là câu trả lời cho những chất vấn của Tom Lucy. Tom Lucy chia sẻ: Anh đã nhận ra nơi những người chạy đến cứu giúp tại hiện trường này chính là nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúa Kitô hiện diện nơi tất cả những người này đối với Tom Lucy. Chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới giải thích được những hành động quả cảm của những con người này. Chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa thì những con người này mới có thể quả cảm lao mình vào biển lửa để cứu các nạn nhân mắc kẹt trong những đống đổ nát. Chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa thì những con người này mới có thể can đảm hy sinh mạng sống của mình cho người khác những người mà họ đã không một lần quen biết kính thưa ông và anh chị em thật ra cái nhìn khả giác cũng quan trọng nhưng để giúp người ta biết một điều người ta không thấy và làm chứng về một thực tại ẩn giấu thì phải có một cái nhìn vượt lên trên bình diện khả giác để đi vào bình diện tình yêu bình diện đức tin thật vậy với cái nhìn khả giác thum clusi chỉ thấy đau khổ và bất công cho những con người bất hạnh trong thảm họa ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhất là những con người đã hy sinh mạng sống mình để cứu các nạn nhân, mắc kẹt trong biển lửa và trong những đống đổ nát. Thế nhưng, khi có một cái nhìn vượt lên trên bình diện khả giác, một cái nhìn được định hướng bởi tình yêu, Tom Lucy đã nhận ra nơi những con người đã hy sinh mạng sống mình để cứu các nạn nhân mắc kẹt trong những đống đổ nát và trong biển lửa là cả một chân lý về tình yêu và sự liên đới. Tom Cruise nhận ra Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và nâng đỡ con người ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ và bất công nhất của cuộc sống. Ông cho biết nơi thảm kịch này Chúng ta được mời gọi dự phần vào một điều gì đó lớn hơn cái thế giới nhỏ bé của chúng ta. Tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau trong một gia đình nhân loại rộng lớn. Có điều gì đó lớn hơn, có một mục đích khác trong cuộc đời này. Chính tất cả những điều này đã linh hứng cho Tom Cruise và ông đã đi tu và trở thành một linh mục khi trở thành một linh mục, Tom Lucy nói và chia sẻ Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành mà Ngài đã ban cho tôi Từ khi từ người lính cứu hỏa giúp người chuyển sang một linh mục cứu giúp các linh hồn Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một cái nhìn được định hướng bởi tình yêu của Thiên Chúa Để chúng ta có thể nhận ra và giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương và chữa lành con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. AMEN